Hello, nay Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách để tăng cái kích cỡ file các bạn có thể upload lên WordPress nha. Bằng plugin rất là đơn giản. Tuy nhiên nó có một cái sự thật thì mình sẽ nói sau. Và bây giờ mình cài trước cái đã. Ok, dùng plugin add new. Rồi, ở đây thì vậy hơi đơn giản file size. Ok. Đây plugin này nè. Increase maximum upload file install, nhớ là kích hoạt cái nhà activate đó. Boom, rồi xong thì mình có thể setting nó ở đây setting ở đây hoặc là vô setting rồi nó ở cuối cùng nè. Rồi ok, khoan nha, đọc nha. Đó ở đây nó nói á. Thì đây nó nói gì nè, giải thích nè, tức là cái hosting mà mình đang xài, thực sự là mình đang xài cái service free miễn phí của thằng này tayworkred.com để mà mình test thôi, thì cái giới hạn của nó là 60 MB. Rồi 60 MB thì là cái giới hạn của hosting nó đặt ra đó. It's not possible to increase probably đây, tức là nó không khả thi để tăng cái kích cỡ file bằng cái plugin này. Rồi, để mình giải thích luôn. Tức là ví dụ cái thằng này là 60 MB là tối đa của nó rồi. Cho dù các bạn có tăng, các bạn sử dụng plugin này các bạn có tăng lên 64 hay là 128 hay là nhiêu đó, cao hơn nữa thì nó vẫn không có tác dụng gì hết á. Đang hiểu không? Tức là nó tùy thuộc vào cái giới hạn của thằng hosting nó đưa ra, chứ không phải là cái setting của cái plugin này là các bạn muốn cao nhiều thì cao, không được. Giới hạn của nó 60 MB, nên bây giờ bạn up cái file 100 MB lên bạn vẫn up được nha, bạn vô media bạn up được. Rồi cuối cùng nó không có lưu trong database, nó không có lưu lại, bởi vì thằng hosting này nó reject, nó từ chối cái file đó, bởi vì nó quá cái giới hạn của nó rồi đó. Nhưng mà tuy nhiên cái plugin này nó hoạt động trong những cái trường hợp này nè, tức là tối đa cái hosting của các bạn thực sự nó, ví dụ nha, nó là 128 MB đó, nhưng mà khi mà nó cài đặt, khi mà bạn cài đặt WordPress ở trên hosting đó thì cái mặc định của nó chỉ có 32 MB đó. Tức là bạn có thể sử dụng cái login này đó để mà bạn can thiệp được, bạn chỉnh cho nó thành 128 MB thì nó vẫn nằm trong cái giới hạn của hosting đó, thì nó là, tức là nó tăng được, nó hoạt động được trong cái trường hợp đó. Cho nên các bạn có thể nghiên cứu về cái hosting mình đang xài á, là bạn coi thử coi là cái giới hạn upload của nó bao nhiêu. Các bạn có thể vào cPanel, hoặc là nếu các bạn xài Hostinger các bạn vô xPanel của nó bạn xem cũng được, các bạn tăng trong đó luôn cũng được, hay là các bạn xài plugin này cũng được. Nhưng mà quan trọng là các bạn phải biết được cái giới hạn upload của cái hosting của bạn là bao nhiêu đó. Rồi vậy thôi đó, rất là đơn giản. Nam cũng hay xài Hostinger thì maximum của nó, nếu mà cái gói mà không nhớ là gói tên gì, nhưng mà trung bình của này phải doanh nghiệp hay là cái gì đó Nam cũng không nhớ nữa, thì maximum của nó là nó mặc định sẵn 128 MB rồi. 128 MB mà đối với WordPress thì nó khá là ok đó, nó khá là thoải mái cho các bạn á. Rồi các bạn cũng nên nghiên cứu Hostinger để mà sử dụng, giá cả hợp lý, tốc độ tốt, hỗ trợ live speed đồ này nọ đó, với lại cái maximum upload của nó khá là tốt. Rồi vậy thôi đó, chúc các bạn ứng dụng thành công cái plugin này trong cái trường hợp nó sẽ phù hợp với bạn. Quan trọng các bạn biết được cái sự thật về cái giới hạn của hosting đó, rồi các bạn có thể tự nghiên cứu về hosting của mình để setting sao cho nó phù hợp với nhu cầu của bạn. Rồi, ok, vậy thôi đó. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Nhớ đăng ký, like, subscribe đồ này nọ cho mình nha. Rồi, thank you.